Hôm nay mình có vài cây trà lên với mọi người nha mọi người. Đầu tiên là có một cặp trà bạch. Đây. Gốc thì khoảng bằng cái chuôi liềm rồi. Còn cái tán của nó thì phải tầm 2-3 người ôm. Đây. Hai cây này cũng khá là đều. Đây. À, búp lên này. Đây. Đó. Đây. Gốc đây. Gốc thì bằng cái chuôi liềm to hơn tí các bạn. Mình không cầm thước nên là mình cũng không biết cái vanh như nào. Gốc này thì to hơn gốc này to hơn. Đó. Hai cây trà bạch nha mọi người. Này, bông nó to như cái nắm đấm này này. Đấy. Các bạn xem lại video của mình nhé. Có video mình quay hoa của hai cây này rồi. Đấy. Còn đây là một cặp trà bạch nhá. Mình đứng xa xa cho các bạn nhìn. Đấy. Cái chậu này là mình trồng chậu ấy nhá. Chậu này 60. 1, 2, 3. Chậu này trồng 60 đấy. Chậu này trồng chậu 60 đấy các bạn. Chậu xi măng 60 nhá. Này, thì các bạn cứ hình dung ra. Này. Rất là đẹp. Như cặp trà bạch này là mình bán 10 triệu nhá. Một cặp. Đấy. Tiếp đến mình có mấy cây bát diện, thơm hồng bát diện nữa. Thơm hồng bát diện đây, lá vặn vỏ đỗ đây. Chậu thì hầu như mình trồng toàn chậu 60 hết đấy. Cây này thì củ này. Này thì bé hơn, này chắc chỉ bằng hai đầu ngón tay. Đấy. Đây là thơm hồng bát diện. Đây. Chậu này cũng thế. Gốc chậu này cũng bằng chậu kia. Đây, chậu này cũng thế, đây toàn thơm hồng bát diện nhé. Thơm hồng bát diện này. Những cái cây như thế này đây. Mình bán khoảng tầm 1,5 triệu đấy. Khoảng tầm 1,5 triệu đây. Đang rất là đẹp đây. Khoảng tầm 1,5 triệu đấy. Còn cây này bé hơn thì tất nhiên là giá nhỏ hơn, giá thấp hơn đấy. Còn cây này thì đây, cái này thì được bộ rễ rất là đẹp. Đấy, bệ này. Cái này thì gốc cũng khá to đấy. Cái này trong mấy cây bát diện thì cái này to nhất này. Đấy. Ngoài ra mình cũng có mấy cái cây tầm lỡ đấy. Tầm lỡ. Còn cây cao này là cái gì nhỉ? Cái thâm liệu. Cây cao này cái thâm liệu. Thâm liệu. Đấy, thâm liệu. Tầm này thì xuân hết rồi. Đây. Đấy, mình vẫn còn cây cung đình này. Đang hoa luôn này, gốc đây. Còn đây là cây hồng thơm đó. Đây, đây. Hay anh em thích cái hàng min cũng được này. Hàng này đây. Đây. Mấy cái hàng này thì hầu như là đa phần là toàn bát diện này. Như cái này thì đây mình bán 100.000 hai chậu này, 100.000 hai chậu. Anh em nào ở Nam Định thì đến vườn, thích chậu nào thì bê cho nó dễ. Chứ nói thật là bây giờ mà bỏ ship thì các bạn phải lấy nhiều một tí thì các bạn mới bỏ tiền ship đấy. Chứ còn các bạn lấy hai cây các bạn chuyển khoản mình vẫn ship gửi xe bình thường, không vấn đề gì cả đấy. Các bạn thích thì mình lại bọc bầu cho các bạn đấy. 100.000 hai chậu, các bạn thích chậu nào, chậu cây thì nó cũng ngoằn ngoèo. Cái này nhà mình tự nhân ra thôi, nên là nói thật là rất là chậu. Đây, mấy cây nhỡ nhỡ đây. Kia hai cây bạch kia, các bạn có thể hình dung có tất cả cái thùng hóa chất kìa. Nó rất là to. Đây, cây cung đình. Đang hoa luôn. Đó. Cung đình. Đó. Hai cái bạch rất to. Nhà mình có hai cái bạch này. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây bát diện. Cặp bạch này thì là 10 triệu này. Bát diện thì giá dao động khoảng tầm 1,5 triệu. Trên xuống. Đây ví dụ cây này thì nó nhỏ hơn thì chắc chắn là không để giá đấy đâu. Nó chỉ hơn 1 triệu tí. Đấy. Cây to về anh em chơi luôn. Đây là mấy cây xay nhỡ.
mấy cái này thì bé hơn, mấy cái này khoảng mấy trăm, khoảng 300-400, có cây thì không tới. Còn mấy cây này thì chỉ khoảng, à đây, mấy cây này thì mình bảo thôi, 50.000 một cây. Anh em nào cần thì mà đúng nhu cầu thì liên hệ mình nhá. Cây đang rất là đẹp, chậu đẹp rồi, về chỉ việc kê và chơi thôi.